Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines ngày 4 tháng 2 loan báo 5 nghi phạm là thành phần chủ chiến Abu Sayyaf có liên hệ tới vụ đánh bom kép tại một thánh đường công giáo La Mã ở tỉnh Sulu, miền nam Philippines đã ra đầu hàng. Cảnh sát trưởng Oscar Abeyade cho báo giới biết 5 nghi phạm và một số tòng phạm còn tại đào bị truy tố tội giết người và âm mưu giết người trong vụ đánh bom hôm 27 tháng 1 khiến 23 người chết và khoảng 100 người khác bị thương. Cảnh sát nói các thành phần chủ chiến kích nổ hai quả bom tại một thánh đường ở thị trấn Holo. Quả thứ nhất nổ trong khi thánh lễ đang cử hành trong thánh đường. Quả thứ nhì được kích nổ khi cảnh sát và quân đội tới ứng cứu. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho quân đội tiêu diệt Abu Sayyaf có liên kết với nhà nước Hồi giáo. Vụ tấn công này làm khơi dậy nỗi lo sợ về hoạt động khủng bố tại Philippines. Cảnh sát quốc gia đang được đặt trong tình trạng báo động an ninh tăng cường tại các trung tâm thương mại, nhà thờ và nơi công cộng. Vụ nổ bom ở Philippines cũng gây quan ngại rằng nhà nước Hồi giáo có thể đang trỗi dậy ở Đông Nam Á sau những thất bại lớn ở Syria và Iraq.